Đừng bịa đặt lời nói của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Dù các trang tin Cờ Vàng thường tự xưng là loại báo chí độc lập và tôn trọng sự thật, họ đã không làm tròn lời hứa này khi phát tán những thông tin bịa đặt về lịch sử Việt Nam. Hành vi này của họ đã tái diễn liên tục trong những ngày cuối tháng 4 khi Việt Nam đang kỷ niệm ngày thống nhất đất nước. Để thấy điều này, hãy đọc một bài đăng xuất hiện trên fanpage của băng đảng Việt Tân hôm 27 tháng 4 năm 2024. Trong đó, chứa một câu nói mà Việt Tân cho là của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, người từng giữ chức Phó Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn thống nhất đất nước. Câu nói mà họ gán cho ông Đỗ Mười có nội dung nguyên văn như sau. Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất của chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, còn chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ra đẩy đi lao động khổ sai vùng kinh tế mới. Vào nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ phải chết lần mòn. Khi đưa ra đoạn trích trên, Việt Tân đã không hề nêu rõ ông Đỗ Mười nói nó khi nào, ở đâu, với ai, trong hoàn cảnh nào, ai ghi lại. Và ghi trong văn bản nào để tra cứu. Bất cứ ai có thái độ nghiêm túc với lịch sử cũng dễ dàng nhận ra đây là một lối trích dẫn không đáng tin cậy và tính chính xác của đoạn trích trên là đáng hoài nghi. Dù vậy, các nhà chống cộng đang theo dõi fanpage Việt Tân đã mặc nhiên coi nó là sự thật và dành hàng trăm lượt tương tác để ủng hộ bài đăng này. Dường như trong mắt họ, các trích dẫn lịch sử là một phương tiện để phục vụ những mưu đồ chính trị đen tối, chứ không phải là phương tiện để đạt đến hiểu biết. Vì vậy, không cần hoài nghi tính chính xác. Nếu đọc lại câu nói mà Việt Tân cho là của ông Đỗ Mười trong bài đăng, chúng ta sẽ thấy nó chứa đầy những điểm đáng ngờ vực. Từ giọng điệu, cách dùng từ cho đến nội dung, nó dường như thể hiện góc nhìn của các nhà chống cộng Cờ Vàng sống ở miền Nam trước năm 1975 thay vì góc nhìn của một cán bộ miền Bắc. Chẳng hạn, một cán bộ miền Bắc sẽ quen dùng từ nhà máy thay vì hãng xưởng, vì trong nền kinh tế miền Bắc thời kỳ đó không tồn tại các hãng, tức các nhãn hiệu cạnh tranh với nhau. Câu vợ chúng nó ta lấy, còn chúng nó ta bắt làm nô lệ là hoàn toàn sai với thực tế lịch sử, vì sau năm 1975 không hề có những vụ lạm dụng phụ nữ và trẻ em như thế. Phải chăng truyền thông chống cộng đã bịa ra câu nói này rồi gán cho ông Đỗ Mười nhằm bôi nhọ ông và chính phủ Việt Nam? Khi đi sâu tìm hiểu thông tin, ta sẽ thấy đó là một giả thuyết hợp lý. Trong một bài viết đề ngày 5 tháng 10 năm 2018, Việt Tân khẳng định câu nói trên đã được ông Đỗ Mười tuyên bố trước sân tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 20 tháng 2 năm 1976. Trên Internet, mọi bài đăng khác chứa đoạn trích này mà Google tìm được đều là bài của các trang chống cộng và chỉ đưa ra thông tin như Việt Tân, chứ không nêu được nguồn của đoạn trích. Dù vậy, chỉ cần dựa vào mốc thời gian nêu trên, ta cũng có thể thấy đoạn trích đó không đáng tin. Từ trước đến nay, giới chống cộng bôi nhọ ông Đỗ Mười chủ yếu vì ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giai đoạn 1988-1991 và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1991-1997. Cả hai đều là những chức vụ trụ cột trong bộ máy. Nhưng vào thời điểm năm 1976, ông Đỗ Mười chỉ đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng mà thôi. Một Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì đâu có quyền tuyên bố các chính sách quan trọng và có tầm bao quát với miền Nam Việt Nam. Toàn bộ trong số đó đều nằm ngoài chuyên môn của mình. Thêm nữa, chính sách vùng kinh tế mới có thể được ông Đỗ Mười nhắc đến vào ngày 20 tháng 2 năm 1976, khi mà phải 3 tháng sau, chính phủ mới đưa ra nó vào ngày 19 tháng 5 năm 1976. Chính sách vùng kinh tế mới thường gắn với việc di dân toàn bộ hộ gia đình nhằm đẩy các gia đình tư sản ra khỏi thành thị. Vậy làm gì có chuyện chính phủ dùng nó để tách người chồng, người cha ra khỏi vợ con như đề cập bài đăng của Việt Tân? Tất cả những chi tiết này đều cho thấy Việt Tân nói riêng và nhiều nhóm chống cộng nói chung đang bịa đặt lịch sử để giành ưu thế khi tranh luận chính trị. Họ không dùng ít sự kiện không có thật để khẳng định một thứ chính nghĩa mà thực ra họ không hề có. Với hành động dối trá đó, họ đã tự vứt bỏ uy tín của mình trong một thời đại mà việc xác minh thông tin ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Không đáng ngạc nhiên khi họ ngày càng bị cô lập, già hóa và dần biến mất.